tôi đang đi đường này. Đồng chí, tôi hỏi tôi lỗi phạm lỗi gì nhỉ? Đồng chí cho em hỏi em lỗi gì mà đồng chí dừng xe kiểm tra. À đâu, kiểm tra hành chính bình thường thôi. Kiểm tra hành chính thì anh phải làm theo chuyên đề là gì chứ? Làm theo chuyên đề đề án gì? Anh không phải là cấp trên của tôi nên tôi không quyền tôi báo cáo anh. Vâng, nhưng mà anh phải làm theo đề án hay là gì anh mới tự dưng anh mới kiểm tra của tôi. Tôi có kế hoạch công tác đi làm hàng ngày của đơn vị lãnh đạo cái đơn vị ra. Vâng. Thì anh cứ tôi phải phạm lỗi gì anh mới dừng lỗi dừng xe tôi dừng xe kiểm tra hành chính bình thường chứ sao anh kiểm tra hành chính anh phải làm theo chuyên đề hoặc đề án của cấp quận cấp huyện nói anh biết nhá đây bọn tôi đây đi làm bọn tôi có kế hoạch đàng hoàng anh vâng anh kế hoạch của anh phải có chuyên đề có đề án làm theo cấp anh là quận cái gì cấp huyện anh đòi kiểm tra chuyên đề đề án của tôi đây bọn tôi có sổ sách lãnh đạo ký đi làm đàng hoàng anh ký ở đấy cái anh phải làm theo chuyên đề để anh ra anh này, dừng anh xe của tôi mà anh gọi là chuyên đề anh gọi kiểm tra chuyên đề của chúng tôi bây giờ đây bọn tôi đi đường bọn tôi kiểm tra chính nữa có đầy đủ giấy tờ thì anh đi anh nhưng mà tôi giấy tờ, tôi vi phạm thì cũng phải phạt nhưng mà tôi đang không có hiểu được cái tôi phải phạm lỗi gì anh mới dừng xe tôi chứ tôi nói cho anh biết nhá chúng tôi đi làm ra đường có quyền bọn tôi dừng xe lại để là để kiểm tra giấy tờ hành chính và kiểm tra hành chính bình thường đúng không nếu anh đầy đủ giấy tờ thì anh đi mà anh vi phạm anh thiếu giấy tờ thì bọn tôi phạt chứ là anh thì còn đòi đi anh hai hoặc anh mười anh tôi ở tôi lấy phạt vi được phép dừng xe anh là không phải là tội phạm đúng không anh chỉ là kiểm tra chúng tôi chỉ là kiểm tra hành chính bình thường thôi tôi nói cho anh biết là anh kiểm tra hành chính là anh phải làm theo chuyên đề của cấp huyện cấp quận đề đúng án làm theo đề án anh mới được phép kiểm tra tôi khi bây tôi giờ, không phạm lỗi còn bây giờ anh tôi dừng xe rồi bây giờ yêu cầu của anh cho kiểm tra giấy tờ xe, đăng ký, tôi phải hỏi xe. Tôi lỗi gì? Em mà có. Anh có thì anh yêu cầu anh không kiểm tra. Chưa có lỗi kiểm tra các anh ấy kể. Quốc gọi xe về đây, bốc xe về. Gọi về đội. Tôi yêu cầu kiểm tra hành chính bình thường chứ có làm cái gì các anh đâu. Anh quay phim của ảnh có nói là anh. Anh có được phép quay phim. Chúng tôi làm việc bình thường. Anh có phải là nhà báo không? Tôi hỏi anh tôi có được phép quay phim không? Không. Tại sao tôi lại không được phép? Quay tôi làm sao? Tại sao tôi không được phép quay phim với anh nhỉ? Anh là cái gì? Anh giấy tờ đâu mà anh quay tôi? Giấy tờ thẻ nhà báo anh đâu mà anh đòi quay? Tôi có được phép giám sát anh làm việc không? Anh là ai mà anh đòi giám sát? Tôi là người dân. Người dân. Tôi làm việc với anh. Anh không được phép quay phim với tôi. Tôi có được phép giám sát anh làm việc không? Tôi nói anh biết nhá, anh giám sát nhưng anh không phải là cấp trên của tôi, anh không có quyền. Tôi được phép tôi giám sát anh làm việc, tôi quay anh làm gì? Này. Anh định làm gì? Tôi không làm gì cả nhưng anh không được phép quay vào mặt tôi. Nói cho biết anh muốn quay không quay. Anh rằng tôi đang quay. Bây giờ người ta đi cảnh sát giao thông, người ta đi làm, người ta kiểm tra hành chính bình thường. Ông không có giấy tờ gì trình ra được, ông cứ hoạnh hoẹ. Anh phải có lỗi gì anh mới dừng xe thôi chứ. Gọi về cơ quan đi.
Lên đâu? Hả? Gọi về đi. Đó. Alo ạ. Gọi về cơ quan mang ô tô bốc xe về. Đi anh điều khiển thì lấy ai điều khiển cái xe này? Anh chờ em đi vệ sinh. Không làm sao nó cứ đòi kiểm tra chuyên đề biết của bọn cháu xong là nó cứ đòi đến đây quay phim ảnh nó chỉ cho kiểm tra đến giờ. Xe mình cũng được điều anh. À, xe em thì đang đi bình thường các anh. Vâng, đi trong tra trong cái đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn này. Nếu đã không vâng. Phát hiện kiểm tra nồng độ cồn thì anh có thể đi. Vâng, thế anh vâng. Vâng, anh nghe tiếp tục lưu hành phương tiện thôi. Vâng. Xin lỗi anh nhé. Dạ, vâng. Đang trong đợt cao điểm này thì